chào quý vị khán giả. Những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Vừa được ân xá, ông Thaksin lại ra tòa. Phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra về cáo buộc khi quân đã được hoãn lại đến tháng 7 năm sau. Thông tin trên vừa được luật sư Winyat Chasmontre, người bảo vệ quyền lợi cho ông Thaksin, chia sẻ với truyền thông ngày 19 tháng 8. Luật sư Winyat cho biết quyết định được đưa ra sau khi tòa án hình sự ở Bangkok xem xét danh sách nhân chứng và bằng chứng trong phiên điều trần sáng cùng ngày. Bangkok Post mô tả, ông Thaksin mặc áo sơ mi vàng và áo khoác đen đến tòa lúc 8 giờ 53 phút sáng. Ông trao đổi nhanh với các phóng viên trước khi vào tòa án. Phiên điều trần được tổ chức kín, ông Thaksin sẵn sàng tham dự tất cả các phiên điều trần và chứng minh rằng bản thân không có ý định xúc phạm đến thể chế hoàng gia, luật sư Winyat cho biết và nhấn mạnh tòa hình sự sẽ nghe các nhân chứng trong 7 phiên điều trần, dự kiến diễn ra vào tháng 7 năm 2025. Chúng tôi cũng hy vọng tòa sẽ đưa ra phán quyết vào năm mới. Vẫn theo lời ông Winyat, các nhân chứng của ông Thaksin bao gồm một phiên dịch viên tiếng Hàn nói tiếng Thái và một luật sư có thân phận quan trọng. Bản dịch phỏng vấn ông Thaksin sang tiếng Thái chưa đầy đủ và chỉ có một từ tiếng Anh có vấn đề dẫn đến cáo buộc chống lại thân chủ của tôi, luật sư Winyat cho biết. Sở dĩ cựu Thủ tướng Thaksin bị truy tố tội khi quân do liên quan cuộc phỏng vấn với tờ Chosun Inbo tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào ngày 21 tháng 5 năm 2015. Cuộc phỏng vấn được đăng trực tuyến, vì vậy ông Thaksin cũng bị cáo buộc về tội phạm máy tính. Sau khi bị truy tố hai tội danh trên vào tháng 6 năm nay, cựu Thủ tướng Thái Lan được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 500.000 baht, song bị cấm rời khỏi đất nước nếu không có sự cho phép của tòa án. Tháng 7 vừa qua, ông Thaksin đã xin phép đi Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE để điều trị y tế, nhưng tòa án bác bỏ đơn xin này với lý do Thái Lan cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc tương tự. Cựu Thủ tướng 75 tuổi lý giải muốn gặp các bác sĩ Dubai đã điều trị cho ông bệnh viêm phổi mãn tính, các bệnh về hô hấp, tim mạch và thoát vị đĩa đệm vào ngày 2 và ngày 8 tháng 8. Ông Thaksin cũng cần gặp những người quan trọng để giải quyết công việc cá nhân ở Dubai và sẽ trở về Thái Lan trước ngày ra tòa 19 tháng 8. Tòa án cho biết các cuộc hẹn của ông Thaksin với những người khác ở Dubai là vấn đề cá nhân nên không giải quyết. Thông tin mới nhất liên quan về vấn đề pháp lý của ông Thaksin được đưa ra trong bối cảnh con gái của ông là Pettongtan Shinawatra, 37 tuổi, vừa tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Thái Lan. Gia tộc Shinawatra lần thứ ba lập nên kỳ tích chính trị. Gia tộc Shinawatra một lần nữa lập nên kỳ tích chính trị, nhưng đồng thời cũng ở thời khắc định mệnh. Kết cục cuối cùng của chuyện chính trị, quyền lực đang diễn ra ở Thái Lan sẽ ứng với câu thành ngữ quá tam ba bận, hoặc sẽ tạo ra cách hiểu mới về câu này. Tân Thủ tướng Thái Lan Pettongtan Shinawatra, lãnh đạo đảng Phiêu Thái, là thủ tướng trẻ nhất, 37 tuổi, và là nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử đất nước. Không những thế, bà còn là người thứ ba thuộc dòng tộc giàu có Shinawatra trở thành người đứng đầu chính phủ, sau chính người cha Thaksin và người cô ruột Winyat Shinawatra. Chỉ có điều ông Thaksin bị giới quân sự tiến hành đảo chính lật đổ, còn bà Winyat bị tòa án hiến pháp truất quyền. Trước khi bà Pettongtan được Quốc hội bầu làm thủ tướng hôm 16 tháng 8, người tiền nhiệm Srettha Thavinsin cũng bị mất chức bởi phán quyết của tòa án hiến pháp. Do đó, trong số bộ phận chính trị tương lai của bà Pettongtan Shinawatra sẽ thấy rõ cái dớp bị truất quyền của người cha và người cô biến mất, hoặc dòng tộc Shinawatra hết thời làm khuynh đảo chính trường và có ảnh hưởng chính trị quyền lực rất quyết định ở Thái Lan. Mức độ thuận lợi của việc đến với quyền lực chính trị của bà Pettongtan Shinawatra tỷ lệ thuận với mức độ bất lợi từ bối cảnh hiện tại đối với việc cầm quyền của vị nữ thủ tướng này. Đảng Nhân dân vừa được đổi tên từ Đảng Tiến Bước sau khi đảng này bị tòa án hiến pháp giải thể, đã nhanh chóng trở thành kỳ phùng địch thủ đáng gờm nhất của đảng Phiêu Thái trong việc chinh phục cử tri ở Thái Lan. Trước khi bị giải thể, Đảng Tiến Bước đã thắng cử rất oanh liệt trong cuộc bầu cử quốc hội gần đây nhất, nhưng lại không được nắm quyền. Chỉ riêng những diễn biến chính trị thời gian vừa qua cũng đủ thấy Thái Lan hiện còn cách rất xa sự ổn định và an ninh chính trị xã hội bền vững. Cánh quân sự, hoàng tộc và giới tinh hoa thượng lưu vốn luôn là những nhân tố quyết định quyền lực nhà nước ở Thái Lan. Xưa nay, trên thực tế đều luôn ở cùng phe trong cuộc chơi quyền lực với đảng Phiêu Thái. Phe này tuy ngày càng thất thế trong các cuộc bầu cử quốc hội, nhưng vẫn rất có thế trong việc quyết định để cho lực lượng chính trị hoặc liên minh chính trị nào có thể cầm quyền và yên ổn cầm quyền lâu dài. Cho nên, vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức
chờ đợi nữ thủ tướng mới của Thái Lan. Nhà Shinagacha lập nên kỳ tích chính trị, nhưng đồng thời cũng ở thời khắc định mệnh. Để khôi phục hào quang xưa cho dòng tộc, bà Betantang bây giờ phải đồng thời ứng phó với cả ba tác nhân quyền lực nói trên và với đảng nhân dân. Nữ thủ tướng này phải lưu ý để không tạo cớ cho giới quân sự và phía tòa án trước quyền như từng làm với người cha và người cô trong quá khứ. Bà Betantang phải thực hiện những cam kết vận động tranh cử của đảng Phiêu Thái trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua để cạnh tranh cử tri với đảng nhân dân và gây dựng chỗ dựa, sự hậu thuẫn chính trị vững chắc, phục vụ cho thời gian cầm quyền lâu dài hơn. Trước khi được bầu làm thủ tướng, bà Betantang chưa đảm trách chức quyền nhà nước nào, chưa từng trải chính trường, nhưng giờ cờ đã đến tay nên phải phất, buộc phải nhanh chóng trưởng thành trong cầm quyền. Quốc vương Thái Lan phê chuẩn bà Betantang Shinawatra làm thủ tướng. Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã phê chuẩn cho bà Betantang Shinawatra làm thủ tướng vào ngày 18 tháng 8, hai ngày sau khi bà được quốc hội bầu chọn. Động thái này mở đường cho bà Betantang thành lập nội các trong những tuần tiếp theo. Theo hãng tin Reuters, tuyên bố chấp thuận của nhà vua đã được thư ký Hạ viện Apat Sunanan đọc trong một buổi lễ tại thủ đô Bangkok. Bà Betantang đã quỳ xuống và tỏ lòng tôn kính trước bức chân dung của vua Vajiralongkorn trước khi có bài phát biểu ngắn cảm ơn nhà vua đã phê chuẩn bà làm thủ tướng. Bà Betantang nói, là người đứng đầu cơ quan hành pháp, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình cùng với các nhà lập pháp với một trái tim cởi mở. Tôi sẽ lắng nghe mọi ý kiến để cùng nhau đưa đất nước tiến lên trong sự ổn định. Không chỉ là thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan, bà Betantang còn là thành viên thứ ba trong gia tộc Shinawatra giữ chức vụ này. Một ngày trước đó, luật sư Winjat Chatmonchi, người bảo vệ quyền lợi cho ông Thaksin, cho hay cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được Hoàng gia Thái Lan ân xá xóa án tù và trả tự do ngay lập tức, thay vì phải đợi đến ngày 31 tháng 8. Lệnh ân xá hoàng gia đối với ông Thaksin Shinawatra sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 8. Luật sư Winjat Chatmonchi nhấn mạnh. Theo quyết định ân xá cũ hồi tháng 2 năm nay, cựu thủ tướng Thaksin chỉ được xóa án tù và trả tự do kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2024. Việc phóng thích sớm hơn là một phần trong lệnh ân xá chung của Hoàng gia Thái Lan dành cho tù nhân có hành kiểm tốt nhân dịp sinh nhật của vua Maha Vajiralongkorn hồi tháng trước. Luật sư Winjat giải thích thêm rằng đợt ân xá lần này có tổng cộng 7.500 tù nhân. Tin tức này xuất hiện chỉ một ngày sau khi con gái của ông Thaksin là bà Betantang Shinawatra, 37 tuổi, trở thành thủ tướng Thái Lan. Không chỉ là thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan, mà bà Betantang cũng là thành viên thứ ba trong gia tộc Shinawatra giữ chức vụ này. Ông Thaksin, 75 tuổi, trở về Thái Lan vào tháng 8 năm ngoái sau 15 năm lưu vong. Khi hồi hương, ông Thaksin đã bị kết án 8 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực khi làm thủ tướng. Từ năm 2001 đến năm 2006, sau đó ông được giảm xuống còn 1 năm tù theo lệnh ân xá của hoàng gia. Thực tế, ông Thaksin chưa phải ngồi tù một ngày nào, thay vào đó là 6 tháng chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Thái Lan. Tuy nhiên, khoảng thời gian này vẫn được tính vào thời gian thụ án. Ông đủ điều kiện được ân xá hồi tháng 2 vừa qua khi xét đến yếu tố tuổi tác, tình trạng sức khỏe và đã thi hành 1/2 bản án. Một trong những điều kiện ân xá của ông là không được tham gia trực tiếp vào hoạt động chính trị. Tuy nhiên, rắc rối pháp lý của ông Thaksin vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Ông vẫn phải đối mặt với cáo buộc tội khi quân liên quan đến cuộc phỏng vấn của ông với một tờ báo Hàn Quốc năm 2015. Ông Thaksin được tại ngoại sau khi bị buộc tội, nhưng ngày xét xử vẫn chưa được ấn định. Gần đây, ông đã xin Tòa án Thái Lan cho phép đi Dubai, nơi ông đã dành phần lớn thời gian lưu vong để điều trị y tế, song đã bị từ chối. Vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.